Nhóm thanh niên đang tuyển nhân viên rồi chở đi bán. Công an thành phố Thuận An, Bình Dương cho biết đã tạm giữ Nguyễn Hoàng Dương, sinh năm 2005, Phan Vĩ Thái, sinh năm 2005, Châu Thành Kiệt, 1990 để điều tra làm rõ hành vi mua bán người. Công an thành phố Thuận An, Bình Dương đã tạm giữ để điều tra đối với Võ Thị Diệu, em, sinh năm 1997. Mai Tuấn Vĩ, sinh năm 1996, cùng quê tỉnh An Giang về hành vi mua bán người và giữ người trái pháp luật. Theo điều tra, để có tiền tiêu xài, ngày 22 tháng 12 năm 2022, Dương, Phong nói Nguyễn Thị Thanh Thảo, sinh năm 2003, quê tỉnh An Giang, lên mạng xã hội đăng tin tuyển nhân viên làm việc tại các quán karaoke với mức lương cao để dụ dỗ các bị hại. Sau khi đọc tin tuyển người, MPTPT, sinh năm 2006, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, trao đổi công việc và đồng ý đi làm. Đêm ngày 22 tháng 12, Thảo, Dương, Thái, Kiệt và Nam đi ô tô đến nơi ở của MT để đón T. Đi. Sau khi đón MT đưa đến một nhà nghỉ trên địa bàn phường An Phú, thành phố Thuận An, thì Phong, Thái lên mạng xã hội tìm các quán karaoke cần tuyển nhân viên để bán, đồng thời làm giấy tờ giả cho T. Sau đó, cả nhóm chở MT đến khu phố Đông, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An để bán cho vợ chồng Võ Thị Diệu Em và Mai Tuấn Vĩ được số tiền 12 triệu đồng. Sau khi mua được MT, ngày 23 và ngày 24 tháng 12 năm 2022, Diệu Em đưa MT đến quán cà phê bán dâm của mình ở Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh và ép MT bán dâm cho khách. Sau đó, chở T về nhà ở thành phố Thuận An, Bình Dương canh giữ, khóa cửa không cho MT đi ra ngoài. Thấy công việc không giống như những lời tư vấn, giới thiệu, nên MT không đồng ý làm và xin về. Thì Diệu Em yêu cầu gia đình MT phải đưa 12 triệu mới cho chuộc về. Biết được sự việc, gia đình MT đã đến cơ quan công an phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, Bình Dương trình báo sự việc. Qua xác minh, điều tra, công an thành phố Thuận An đã tiến hành mời những người liên quan về làm việc. Qua làm việc, những người liên quan đã thừa nhận hành vi phạm tội. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.